Xin chào anh em, mình là Tiến và ngày hôm nay đồng hồ sinh hãng Catwatch sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm đến từ thương hiệu Hamilton. Đến với anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton với tình trạng là đã qua sử dụng. Chiếc này của mình thì còn đẹp 97-98% và còn full box anh em ạ. Ở bên trong phần bóc giấy này thì chúng ta sẽ có một chiếc bóc để đựng chiếc đồng hồ nằm bên trong và sẽ có thêm một cái cuốn sổ của hãng đã trang bị cho sản phẩm nằm bên dưới đây. Thì anh em có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ theo dõi cái cuốn sổ này anh em nhé. Đến với anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton thuộc dòng Hamilton Da Master Open Heart với cái tông màu ở đây là tông màu xanh, khá là hiếm trên thị trường rồi và được anh em săn đón khá là nhiều trong cái thời gian gần đây, rất là đẹp, cũng như là cái độ hiếm của chiếc này cũng thuộc dạng hiếm trên thị trường rồi. Đến với anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton với cái size mặt là size 42mm. Anh em có cổ tay to một chút tầm khoảng 16.5 đến 17.5 thì chúng ta lên tay sẽ rất là đẹp anh em ạ. Cái đặc điểm của dòng Hamilton này thì thiết kế phần lắc khá là dài, thế nên là anh em có cổ tay phải to và hơi đầm một chút thì chúng ta lên tay sẽ ok hơn. Như trên tay của mình đây đang có size mặt, size cổ tay là 16.5, lên tay sẽ rất là vừa anh em ạ, rất là đẹp. Phần lắc cho lắc rất là ôm tay. Bộ dây đi kèm là bộ dây 5 chỉ được phay nhám với dòng chữ Hamilton được dập chìm ở trên cái bề mặt của khóa đây, rất là đẹp, tạo cái độ chắc chắn và khỏe khoắn cho cái sản phẩm này. Đi đến các cái thiết kế bên trong của cái phần dial thì lòng bên ngoài chúng ta sẽ có các vạch chia đều 60 phút ở đây. Bộ kim cọc được thiết kế theo dạng là bộ kim mũi kiếm và các cọc số hiển thị ở đây được xen kẽ giữa các cọc vạch và cọc số học trò, được thay thế ở các cái góc 3, 6, 9 và 12. Ở góc 9 giờ chúng ta sẽ có một cái logo của thương hiệu Hamilton với dòng chữ Hamilton V-matic ở đây. Trải dài từ góc 7 cho đến 8 giờ thì chúng ta sẽ có một cái ô open heart được đánh vân khá là sắc nét cũng như là rất là tỉ mỉ. Trải dài từ góc 12 cho đến góc 4 giờ thì đây chính là cái phần skeleton, một cái điểm nhấn khá là chi tiết cũng như là một cái đặc trưng cho cái dòng Da Master Open Heart này. Ở trên bề mặt của phần kim cọc thì cũng được phủ một cái lớp dạ quang để chúng ta được trải nghiệm tốt hơn các cái chi tiết cũng như là các cái thời gian trong cái điều kiện ánh sáng yếu. Mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước cho anh em trong cái quá trình chúng ta sử dụng hàng ngày, và cũng hơi cong một chút anh em ạ để chúng ta được trải nghiệm được cái độ rộng của cái phần dial mặt này cũng như là tạo được cái nét màu xanh của cái phần dial này lên. Về phần niềng thì niềng và phần thân vỏ thì được phay bóng xen kẽ giữa các cái phần phay xước của cái phần lắc này, rất là tuyệt vời, khá là ăn khớp trong cái tổng thể của cái dòng Da Master Open Heart này. Ở trên bề mặt của núm thì sẽ là một cái logo của thương hiệu Hamilton ở đây. Sẽ được khía các cạnh xung quanh của phần núm tạo cái phần chắc chắn, rất là tuyệt vời cho anh em trải nghiệm tốt hơn. Chúng ta đi đến các cái thiết kế đằng sau của phần nắp đáy thì phần nắp đáy được thiết kế theo dạng là đáy hở. Và ở trên bề mặt của nắp đáy này thì sẽ ghi một vài thông tin như là mã sản phẩm. Ở đây mã quốc tế là H32 7050, dòng chữ SquidMate và thông số về độ chống nước lên đến 53, thoải mái cho anh em đi mưa và rửa tay thôi. Ở bên trên quả bề mặt quả văng thì như anh em có thể thấy, bề mặt quả văng được thiết kế theo dạng là skeleton với bộ máy là H10, nâng cái thời gian tích cóp lên đến 80 tiếng với dòng chữ Hamilton và logo thương hiệu của Hamilton ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một dòng chữ là 25 25G Squid, bộ máy được trang bị là 25 chân kính với tần số dao động là 28.800, nâng cái thời gian cũng như là cái độ chính xác, độ tin cậy cho chiếc đồng hồ trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Và để sở hữu sản phẩm này thì hiện tại bên Catwatch đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em. Chỉ 15 triệu 500 nghìn đồng thì chúng ta có thể sở hữu được chiếc Hamilton Da Master với cái tình trạng là đã qua sử dụng và còn full box như này. Đẹp 97-98% anh em ạ. Và để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin dưới phần bình luận cũng như là kết bạn qua Zalo, qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình đây. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Xin chào anh em.